Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của công ty Thế giới Vạn Vật. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một dòng máy quét của hãng Chakra. Đây là một dòng máy quét không dây, có model đó là DS2278. Thì bây giờ em sẽ tập hợp cho mọi người xem xung quanh và cũng như giới thiệu một số tính năng của máy cho mọi người cùng xem. Đây, em xin mở ra cho mọi người xem. Thì bên trong hộp có một, đây là cái quick start drive của nó. Thì mục đích của cái quyển sổ này là có một số mã để set, ví dụ như là set default, set về mặt hình ban đầu hay là add enter, add tab key, một số cái hướng dẫn bên trong. Rồi, tiếp theo bên trong máy có đó là dây kết nối, đây là dây USB cho mọi người, một đầu là USB 5, đầu này là đầu USB, và đi kèm đó là thân máy và đây là cái chân đế. Thì em sẽ mở cho mọi người cùng xem. Đây là cái chân đế của máy rất là gọn nha, nó khác so với cái LI, cái chân đế nó đang là nằm đứng thế này mà nó rất là nhỏ và gọn. Cái chân đế này thì có mục đích là vừa sạc pin, vừa truyền từ dữ liệu từ cái thân máy về cho máy tính. Đây em đang mở thân máy. Đây mọi người có thể nhìn đây, thân máy khá là gọn, cầm rất là vừa tay. Đây là dòng máy DS2278, đây là dòng DS nên là đây là dòng máy quét 2D. Đây là máy quét 2D, cầm rất là chắc tay, cầm rất là vừa tay. Trên này kiểu cái mình chỉ cần cầm xuống đây và dây USB mình cắm vào phía dưới của chân đế. Đây, một loạt thao tác rất là dễ dàng để mình có thể là kết nối chiếc máy này. Đây. Thì em sẽ sơ qua một số tính năng của máy. Thì đây là dòng máy 2D, thì có dung lượng pin của máy là 2000 mAh, và đi kèm với đó thì máy sử dụng công nghệ quét hình ảnh, thành ra là có thể quét được những mạng vật 2D và xử lý được những cái mạng vật nhỏ và mạng vật hơi mờ, máy có thể là xử lý tốt. Cái tầm quét của nó thì tại vì đây là máy quét sử dụng công nghệ quét Bluetooth tích hợp thấp nên thành ra có thể kết nối trong bán kính tầm 10 đến 15 mét tùy theo cái bất cả, tùy theo cái môi trường, nhưng khả năng hoạt động tốt của nó là cũng tầm trong 10 mét trở đi. Thì bây giờ em sẽ cắm vào máy tính và quét thử cho mọi người xem về cái độ nhạy cũng như cái khả năng quét của máy. Và bây giờ em sẽ tiến hành quét thử cho mọi người xem về cái khả năng quét của máy nha. Thì máy em đã vừa kết nối cổng USB với máy tính. Thì đây là có một số cái mã vật này, mã vật ở trên này, bên này thì có một số mã vật trong cái bưu kiện hay là mã 2D gì đây, thì em cũng sẽ quét thử cho mọi người. Thì đây, ví dụ như mình đang để thế này thì nó sẽ trên chân đế thì nó sẽ có một cái vùng quét ra phát ra, thì mình chỉ cần đặt vào đúng trong cái tầm vùng quét thì nó sẽ quét nha mọi người. Này, ví dụ đây em sẽ quét thử cho mọi người xem đó, mình chỉ cần đưa vào đúng cái tầm quét của máy nó sẽ quét. Ví dụ như mà 2D, đó, máy quét rất là nhạy nhá. Hoặc là mình có thể linh động, mình cầm lên, mình sẽ thực hiện thao tác quét. Đây. Nên mọi người để ý là mặc dù là có bịt bóng ở phía bên ngoài này, nhưng nó đọc, nó vẫn xử lý rất là tốt nha mọi người. Ở phía bên này nó cũng có một số mã khác nhá, mã nhỏ này. Bây giờ em sẽ cố tình em sẽ phá một cái mã vật cho mọi người xem nhé. Đây một cái mã vật mà em sẽ... đây em phá gần như là hư hoàn toàn cái mã vật này. Em sẽ quét test cái đồ này, cái đồ xử lý của nó xem có mượt không. Đây. Đây, nó vẫn quét rất là tốt, rất là nhạy. Thì mọi người thấy là máy sử dụng cổng USB, ngoài ra thì nó cũng có thêm một số cổng kết nối khác, ví dụ như cổng VS232 hay là cổng RS-485 hoặc là cổng keyboard, tùy theo cái yêu cầu của mình có thể yêu cầu ở bên nhà cung cấp đúng cái cổng cho mình sử dụng. Thì máy có tiêu chuẩn là IP52 nên thành ra mình có thể là độ rơi rớt của nó là nằm trong khoảng 1.5 m mà từ trên xuống mặt sàn mà không hề hấn gì, rất phù hợp trong các môi trường công nghiệp sử dụng, cho công nhân sử dụng. À, vừa rồi thì em đã giới thiệu cho mọi người về một số tính năng của máy quét và cũng như quét thử cho mọi người xem.
Thì những chiếc máy quét này ứng dụng của nó nhiều trong việc là mình có thể là vừa bán hàng, nhiều công việc trong trong sử dụng, ví dụ như là vừa bán hàng hoặc là mình có thể là cầm máy đi quanh quanh kiểm kho trong cái bán kính mà không cần phải xách máy tính hay là xách những cái thiết bị PC của mình đi theo, là vì nó rất là nặng và rất là bướng, không thể là xách đi theo được, thì nó rất là tiện trong cái văn phòng của mình, đồ đạc hay là trong shop áo quần mình có thể tới tít 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 hết những sản phẩm mà không cần thiết là phải phải kè kè mang theo máy tính đi theo, để mình có thể kết nối, tại vì nó có thể kết nối từ xa. Rồi kèm với đó thì mình cũng có thể là thực hiện trong các kho bãi hoặc là trong quá trình vận chuyển trên xe container, hay thì mình có thể là tích từ xa, những điều đó vẫn có thể là đổ về máy tính cho mình, rất là tiện lợi đối với một số ứng dụng của chiếc máy này. Thì em xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nếu thấy video này hữu ích, mọi người có thể là nhấn like và subscribe kênh YouTube của công ty Thế Giới Hòa Bình, hoặc là có thể liên hệ tới số 1900 3438 nếu có.